Trả tiền cho quại đi chầu đi Toán ơi, trả tiền đi trời ơi, trả tiền cho quại đi Toán ơi, quại năn nỉ con trả tiền cho quại đi Toán ơi, trả tiền cho tôi, trả tiền cho quại. Chị nhắn tin cho tôi, chị nói là Toán cần sẽ trả tiền lại cho tôi nha. Trả đi, trả tiền lại cho tôi đi. Đây là mấy người nói những câu phụ pha vậy với tôi. Oh,